xước khô, chở đi rồi đem rồi ra bệnh trạm xá, xá rồi mình mới chuyển qua xe lớn, chuyển xe lớn rồi mình mới lên xe, chở lên xe qua xe lớn đi. Hôm nay mình khai thác thuốc mọi nha mọi người. Khai thác thuốc mọi này cho cô Ngọc Diệp ở thành phố. Rồi cô trở về Bến Tre. Mình ở đây là trên dưới mờ ngờ. Mờ ngờ còn ngờ nữa. Ở đây là có anh Cường và anh Kha, anh Được, Ngâm Thanh, ông mà Hem và anh Luận, Út Nhớ với ông kia gì ta, còn Tư Phùng nữa, trên dưới 10 người, tài xế nó 11 người. Bữa nay cô Ngọc Diệp có gửi cho mỗi một em là một cái bịch khẩu trang về bịch miệng, ngang, cái này là để bịch miệng đang ta là bị rút tới rồi. Mỗi một hộp vậy là 50 cái cho mỗi người em. Gửi cho tài xế 1 triệu. Gửi cho tài xế 1 triệu. Tiền dầu với tiền đường. Rồi không có ai xe để theo chân á. Cô Ngọc Diệp gửi cho mày 1 triệu nè nghe. Cô Ngọc Diệp bên ngang nha cô. Gửi tài xế 1 triệu. Còn cho khẩu trang thì mỗi người một hộp. Đó, mình khai thác đó, đang đốn lên bây giờ dễ lắm. Nào nhét hết nổi thì mình ngưng. Cho bao đầy xe. Anh này anh nói là thuốc này ế nhưng mà không có ế đâu nha. Thuốc này quý lắm. Là cô ở thành phố mà cô xin về ở Bến Tre. Cho ông sư là chùa tu sĩ ở Bến Tre đó, nhận nha bạn ơi. Đây Bến Tre mà có hai bó là chết liền. Bởi vậy có mùi là dở lắm. Ừ. Không có đạp được. Xe có mùi dở lắm. Này xe này xe chở hàng nhà không à. Dạ cái này chú vô chú vô chở gì Bến Tre vậy? Ừ. Ồ dở xe thôi xe cái này dở mua cái mình để ấy rồi để đi ha. Đâu dở xe đông lạnh mà đâu dở được. Ủa cái đó cái trên đó có cây sắt ngang hay gì vậy? Dạ cái kệ. Vừa vác lên vừa đi lên tơn nè. Đây là Tư Phùng nè. Này ông Cường nè, nữa cho xin số lại nha bạn. Số mắc hả? Số rồi tôi gài tên lạc tên rồi. Lạc cái tên để nhầm cái thằng đó nó kêu mình đi chơi hoài à mà nó tôi 34, ông điện qua đi. 34 đuôi. Ông có gài tôi không? Tình bao đó. Nhá qua cái là có thôi. Đó. 34 người giác, 34 người đốn, 34 người bó. Ông mấy mấy tôi qua rồi. 34 đuôi. Vậy là ông đó tấm vô nè 036 8305 8305 934 điện qua coi máy là cảm ứng hay gì ạ? Ứng bác coi có đăng ký dùm nít mình không? Đó vô rồi đó. Rồi vậy ông để ông bao. Đây đang khúc nữa nè.
bằng hết sức lực luôn. Anh được ôm chắc nhiều không đủ quá. Nhờ có xe gì nó dễ nè, có xe mình lên nhiêu thiếu rồi mình nãy được chứ thôi đốn dư. Bởi vậy ờ xe có chút xíu à. Cái xe đó chở thua xe ba gác của thằng Kha đó. Xe ba gác mình leo trên mình nhúng mình ém rồi. Ờ tại vì giờ mình ấy ém xuống còn này hai hàng không đầy, đốn thêm ba hàng nữa. Hả? Đốn thêm ba hàng nữa. Ông tên gì qua đời? Tôi hả? Ừ. Tám Ưng. Ờ Tám Ưng. Quên chứ đâu nhớ được anh. Lâu lâu mới quay một lần. Lâu quên chứ. Quên. Năm nay quá, rồi, biết mặt mà ông năm nay nhiêu tuổi rồi Tám Ưng? 61 hả? 61. Vậy nhỏ hơn Út nhớ hả? Nhỏ hơn. Út nhớ là năm ngoái cũng 64 mà năm nay cũng 64 mà quan năm cũng vậy à. Nhỏ nữa. À, không có lên. Bởi vậy bây giờ ông mới gì mà ông 64 mà ông xanh xanh mát mát như cái đòn bánh tét rồi đó. Anh về trong mặt hơi hơi rồi đó. Ờ. Vô uống ly cà phê đi anh ơi. Uống không tôi xin cho ly ngang. Thiệt à. Rồi bây giờ là vô lấy nước phải không? Lấy không ơi, vô rồi. Ờ thôi chút nữa vô uống cà phê đi. Đó đúng ba hàng lần chứ đâu ở nửa hàng đâu. Có Ngọc Diệp gửi cho mày tiền dầu với tiền đường kẹo. Dạ. Rồi gửi cho thầy con ha. Rồi. Rồi cô Ngọc Diệp gửi cho mỗi người một hộp mà khẩu trang. Gửi cho con luôn. Rồi, dạ, con cảm ơn. Rồi, 50 hộp bà ấy. Đâu có nói chơi. Gửi cho anh này một hộp. Cậu Trang cầm lên đấy, cầm lên cái một phần chưa cầm lên á. Đấy, lại cầm lên giùm mấy em ơi. Chưa đưa cặp đi. Điện là lái của anh cho thôi. Cho mình gửi hộp khẩu trang gì à mà. Trời ơi, đâu cái đó mình nói đâu đó đàng hoàng mà. Đó, mỗi người hộp đó ngang cô Ngọc Diệp. Rồi. Nay rồi có chưa? Anh Cường hợp phải không? Cảm ơn anh Cường hợp. Cảm ơn chị rất nhiều nha. Cảm ơn cô Ngọc Diệp nha. Đây cả. Gửi cho anh này luôn hộp nữa nè. Ủa tôi nói để ra con với anh em coi làm sao đây. Được rồi. Nè, gửi cho bạn hộp khẩu trang. Không có làm gì đâu. Không làm không làm thì có mặt là có đó. Bắt khẩu làm gì mà trốn chạy. Không giờ đừng nói vậy. Giờ mình có mặt rồi. Trời, có mẹ có anh này một bịch này là anh mà Năm Thanh. Mấy hộp đưa cho thằng con ấy trọng nè cho này hộp Kha cầm Kha hộp coi coi nghe nghe Ngọc Diệp ơi cảm ơn chị rồi nè cho gửi anh Hem nè nè mới cho gửi cô Ngọc Diệp gửi cho anh một hộp khẩu trang cảm ơn nha. Dạ nói đó.
Rồi mình gửi cho Út Nhớ một hộp với cái này gì quên rồi hả? Cảm ơn hộp Út Nhớ. Cảm ơn nhiều không? Cảm ơn đi. Cảm ơn nha, nhiều nha. Cảm ơn nha cô Ngọc Diệp. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cô Ngọc Diệp. Cô Ngọc Diệp. Rồi. Rồi. Lát làm sao mấy ông kia thiếu ông cự. Thiếu ông cự à. Rồi, cảm ơn. Lượng chứ không phải lượng đâu mà ăn trộm. Đó. Rồi, tiền bạc là mình cũng đưa hết rồi đó cô Ngọc Diệp ơi. Sửa sẵn đầy xe. Rồi bắt đầu khẩu trang mình cũng phát tiền 1 triệu đó. Bữa đó con Ngọc Diệp đưa mình ở tại mà Vĩnh Long. Cô ghé thăm ba mình. Rồi có kêu cho khẩu trang anh em ở dưới này bây giờ nó hơi có bệnh rút mình mang. Với thuốc men thì mình lại gác lên. Đồng đạo của mình trên dưới mấy chục người mà bữa nay mình mượn ít nghe cô. Đạo thì đông. Bây giờ cái này mình là tín đồ không à, không có đồng đạo nữa, đồng đạo là đi hết rồi. Đồng đạo đi Nghĩa Trang hết rồi, còn này tín đồ giáo Hòa Hảo không à. Bởi ngài nói tín đồ của ngài sau này đắc đạo vô số kể. Còn bốn đạo thì không còn mà đồng đạo của mình đó. À. Còn vô không? Hết cái gì vậy? Bó bó đi. Bó đi, bó đi. À. Bó thử coi. Lấy mình xuống trang lại. Anh nói mới làm đó, quay cho anh đó mới vô. Đó. À, đó đó, anh đó đó. Đó, coi. Nói chung là có lòng bây giờ cũng được hết á, nói chung là bây giờ anh em mình ai ăn no, ai ăn nhiều thì no nhiều, ai ăn no ít thì ai ăn ít thì no ít, không có gì hết. À, còn tôi không ăn thì tôi không no. Mà nó nạo ngay nãy giờ tôi không có ăn đầy, tôi ăn một tô cháo trắng với một tô cháo niêm, nó nạo ngay. Dạ, chứ không có ăn thuốc mỏi. Nói cho gành mấy anh ăn thì anh no. Ai ăn lấy no mà mọi người ơi, đường đạo đức bước đi từng nấc, ai bước nhiều thì coi như là bước từ từ thôi, chứ mình bước từng nấc thôi. À, cho mình bước lần 2-3 nấc cái là chợt chết luôn à. Có rồi. Có hộp rồi. À, mình đưa cho Ngọc Diệp chứ đâu có đưa công an anh. À, rồi anh làm với em mấy năm rồi. Bây giờ mình hứa với đây với đồng đạo của mình mấy người có mặt ở đây. Sau này trong tháng này hay tháng sau mình có lãnh lương ít nhiều gì là mình cũng mua cho anh em một phần quà Tết nhỏ. Lương của mình không biết là bao nhiêu nha mọi người. Mọi người coi xem cái clip của mình là mình có lương đó nghe. Cái đó là sự thật đó mọi người. Không biết được bao nhiêu. 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu gì mình không ấy. Đạo đây tới đó mình tặng một phần quà Tết. Ngay ngày mùng 5 nha mọi người. Nhớ đến nhà mình ngang có mặt nè, đây là mấy người là nữa, đến mấy người ngang. Nhớ ngang. Đột nè, Cường nè, Năm Thanh nè, Út Nhớ nè, rồi ông Hậu nè, Dưỡng Hai Sườn nè, Tám Ưng nè, Tư Phùng nè. Vậy là hôm nay là thiếu 10 lót phải không? Thiếu 10 lót, có Hem nè, Tư Lận nè, rồi cái thằng chạy xe Honda là xe ba gác là tên gì quên hoài à bạn mình nè. Ca sĩ nè. Thì Tư Phùng rồi, nói rồi. Ca sĩ đó nghe, ca sĩ của tôi đó nghe.
Bây giờ đây là 2, 4, 6, 8, 10, 11 người, 12 người. Chưa, cái này chưa đi, đốt nữa đi, dài 3 mố nữa đi. Còn nhiều à? 12 người, 13 người. Cái này đâu? Còn nhiều lắm. Bây giờ là lên đầy xe đó cô Ngọc Diệp ơi. Rồi giờ về cho ông sư ở mà Bến Tre. Cô Ngọc Diệp ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh của nhà áo cứu Thiên Đường. Xin về cho ở Bến Tre. Xe thuốc mọi. Mình bây giờ là dân nhà dân ở đây đồng đạo giác. Hai bó nó đủ rồi đó. Rồi. Rồi rồi là 8 bao thuốc mà cỏ xước khô. Cây cưa đấy ra đây. Thì mua thêm cây coi. Cây của tôi bị làm bén luôn. Hả? Tôi mua cây coi. Rồi bén nó tôi dễ lại. Đâu phải rồi. Rồi. Bao thuốc vừa rồi. Cao. Bó được rồi. Bó lên em ơi, bó được rồi em ơi. Nếu có bao thuốc nữa thì bà ừ. Bó nữa, bà không bó nữa. Bó đi. Bó nữa được rồi. Một bó nữa thôi. Bó nữa. Một bó nữa, bó đó, bó đi được rồi đó. Thì lỡ chặt hai bó thì hai bó luôn, chứ sao. Lỡ được rồi, đi giá ra đi. Rồi. Bữa thôi xin chào ha, chào Tám Mừng. Rồi, chào. Chào. Rồi, là nó trống lỏng. Dạ, nó vẽ lại là có thể nhét. Hết luôn, đầy xe. Rồi chở hai bó nữa là xong đầy xe rồi đó. Con Ngọc Diệp ơi. Quá khỏe bữa nay nhờ không có mưa, không có nắng. Ôi, thôi chào mọi người. Ôi, chào hết à. Lòng quảng ái xót thương nhân chủng bụi lô lăng Phật giáo si rồi. Lấy dùm cái bao đó vô luôn. Có dây đó mình nhét vô luôn dùm. Coi là bao dây của tôi đó đem về chổng cho Kha luôn. Nhét dây đó vô luôn. Rồi đi đếm vào coi nó khai. Ở đây năm lựng có cái rồi. Đủ chưa? Đủ chưa? Trong cái bao còn cái đâu nãy lấy chưa? Không biết là coi. Đây là ông ca cầm mấy cái? Hai cái. Vậy là đủ chưa? Đủ chưa ông lựng? Đó đúng chưa? Mấy cái rồi. Cái đó có nhà nào không? Không, ngày ấy không à. Rồi, căng tràn hết trơn rồi. Ừ. Hay lắm. 5 năm học. Vậy là 5 thanh cái còn cả. Rồi. Còn hộp đó có ai bỏ đó bạn? Còn chắc của ông Hậu. Hộp đó của ông Hậu. Còn đâu đây nó cái nè. Chỗ năm thanh năm hậu nào bỏ đó. Với của ông hai, của dân hai lấy chưa cái hộp đó, hộp lấy chưa? Đây nè, giờ đẳng còn rồi ông không nhớ đâu? Ông nhớ thấy cái củi á, đang lấy chưa nút? Ông nhớ lấy rồi. Cái hộp đó của ông thanh lấy vậy á, của ông thanh. Ông hậu ơi, bên nhà bên kia cái máy nè. Thôi thôi. Chỉ là nhét vô bó nữa là đủ rồi hả chú? Đủ rồi chú. Đâu ấy trên mưa trên nóc á. À rồi quá vậy. Trên nóc có 8 bao nữa. Nhét vô. Em vô luôn 8 bao cỏ xước khô. Đây là thuốc gì ông Đạo? Cỏ xước hả? Dạ. Tôi xin bữa hôm tôi xin được 20 bao mà không có lấy rồi, giờ ta lại ông ấy cũng lấy hết rồi. Bao
con đi. Rồi rồi. Nhân đóng cửa. Lê chậm đứng mua đi. Cười nói cười nè. Mà đóng, đóng cửa Nam Thanh đi xuống tới dưới là dỡ Nam Thanh ra chứ. Tôi đâu, chính luôn rồi. Chính luôn rồi. Như chở coi. Ba mấy người đó. Ba 39 người. 39 người. 39 người ở bên bà. Rồi, thuận lộ mình ăn. Rồi rồi rồi, uống ly nước đi con ơi. Rồi cảm ơn nha quý huynh đệ. Con chiếc nữa. Dạ đông rồi, nói chung chứ còn ít ít là cũng là xỉu chứ không phải giỡn đâu. Mấy người thôi về ha, cảm ơn nha Nút. Mai mai mốt gặp lại nha. Rồi rồi về cũng quay phim nữa rồi. Có gì luôn á. Đồng đạo ơi. Về rồi thấy còn. Nãy ông điện vô là số mấy đuôi vậy? 75 đuôi. 75 đuôi. Thôi về ha. Thôi về.